sau đây là cách test củ đề 323-5. Chúng ta cho cọc dương vào. Đấy, và cho mát ở dưới bên dưới. It's the mind-boggling, eye-popping, all-new Australia. Tôi cho cái điều khiển vào cái chân nhỏ của cái con chuột đề, nó sẽ lao ra, bánh răng nó sẽ lao ra và nó sẽ quay. Đây, đấy, đấy, răng nó sẽ lao ra, nó đè vào đấy. Vâng.